Lạc Hồng Tự Do TV và Mai Lan chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả bốn phương đã theo dõi và ủng hộ, thưởng thức, xem các chương trình giải trí hữu ích lành mạnh hay các bản tin tổng hợp thời sự quốc tế và Việt Nam nổi bật trong ngày. Mai Lan xin kính chào tạm biệt và hẹn sớm tái ngộ cùng với quý vị trong tương lai. Cầu chúc quý vị luôn khỏe mạnh, an lành, hạnh phúc và vạn sự như ý bên gia đình thương yêu của quý vị. Cầu xin ơn trên ban phước lành cho chúng ta.